trường, là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Có lại đá. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc quang hải với một siêu phẩm dưới trời mưa thuất ở Thương Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tưởng như là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản. Tuyệt vọng. Quang Hải có thể dứt điểm. Sút. Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam ở vòng loại thứ 3 lại được tạo nên bởi các cầu thủ Viettel. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ Việt Nam còn làm tốt hơn nhiều, từ một pha phá bóng không tốt của trung vệ An Hamri, Quang Hải lại là một pha ghi bàn 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Động tác bặn lườn Quang Hải. Quang Hải sút bóng. Tuyệt vời quá này. Đó là sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển đáng hoàn toàn cho những gì mà không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Một Zimbabwe. Thêm một pha bóng lăn xả của trung vệ người Zimbabwe. 1-0 cho đội chủ nhà. Văn Quyết là cầu thủ đá phạt góc. Quang Hải đá nối rất nhanh từ góc hẹp. Quang Hải là cầu thủ có những khoảnh khắc đặc biệt, có thể ghi bàn ở những tình huống không tưởng. Rất hay, rất đẳng cấp. Một tình huống mà chắc chắn Văn Quyết và Quang Hải đã. Nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10.